Thân mến chào các em, rất vui được gặp lại các em. Kỳ trước chúng ta đang học dở phần công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes, và thầy cũng đã cho các em một bài tập về nhà, một câu hỏi dở. Hôm đó thầy đang giải để các em suy nghĩ. Hôm nay chúng ta nhắc lại đề bài và cùng giải, phải không các em? Rồi mời các em nhìn lên màn hình. Cái đề bài của tuần trước là như vậy: có hai lô sản phẩm, lô 1 có 20 sản phẩm, trong đó có 15 sản phẩm tốt. Lô 2 có 20 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm tốt. Lấy ngẫu nhiên một lô, tức là có hai lần lấy nhá. Lấy ngẫu nhiên một lô và từ lô đó chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Để bài hỏi câu A, tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt. Câu B, giả sử, thầy cái chữ giả sử đây. Giả sử là sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt, tính xác suất để sản phẩm đó thuộc lô thứ nhất là bằng bao nhiêu, lô thứ hai bằng bao nhiêu. Bây giờ thầy tóm tắt cái đề là như vậy: lô thứ nhất thì có 15 sản phẩm tốt, thì tất nhiên mình gọi là còn 5 sản phẩm là xấu, phải không? Vì có 20 sản phẩm mà, phải không? Lô thứ hai có 10 sản phẩm tốt, và tất nhiên là thầy gọi là 10 sản phẩm xấu. Và như vậy là lấy lần thứ nhất ra một lô ngẫu nhiên. Như vậy thì cái lô thứ nhất và lô thứ hai cùng đẳng cấp, xác suất như nhau, và như vậy cùng xác suất là 1/2. Và các em thấy đây chính là gì nào các em? Đây là cái gì nào? Đây chính là hệ xác suất đầy đủ, đúng không? Tại vì cộng hai cái này lại bằng 1. Và như vậy thì câu thứ nhất rất là dễ dàng, phải không các em? Thì thầy gọi A là lấy ra được một sản phẩm tốt, phải không? A thầy sẽ gọi là biến cố lấy ra được một sản phẩm tốt. Thế thì bằng cái công thức này, đây là BL1, tức là lô 1, BL2 lô 2. Rồi ở đây là xác suất của được sản phẩm tốt với điều kiện là ở lô 1. Còn cái này là xác suất được sản phẩm tốt với điều kiện là ở lô 2. Thế thì ta thế vào công thức thì ta thấy nó bằng 5/8, phải không? Đây 1/2, đây 1/2. Và đây là 15/20 là gì các em? 15/20 chính là 15 sản phẩm tốt trên 20 sản phẩm, đúng không? Còn cái này là ở lô thứ hai có 10 sản phẩm tốt trên 20 sản phẩm luôn. Đây. Và như vậy thì ta được là 5/8. Còn để tìm gì? Sản phẩm lấy ra là một sản phẩm tốt, tức là giờ mình phải tìm cái xác suất để sản phẩm đó thuộc lô thứ nhất và lô thứ hai là bằng bao nhiêu, phải không? Ở đây là thầy nói về cái câu giả sử thầy đã nhắc tuần trước, các em nhớ không? Khi một câu hỏi về xác suất mà câu đó có từ giả sử, giả thiết, thì các em phải nhớ đến công thức Bayes, đúng không nào? Và như vậy thì công thức Bayes của phần này ta áp dụng là cái gì? Đây, tức là tìm xác suất của lô thứ nhất với điều kiện là ta lấy ra là được sản phẩm tốt, nhưng mà ở lô thứ nhất. Có nghĩa là nó ngược lại với cái thằng BA/L1. Ở đây là BL1/A. Thì mình sẽ lấy cái thành phần ở trên này, mình chia cho BA là xong, đúng không? Đây, thành phần trên này là 1/2 nhân với 15/20 chia cho 5/8, đúng không? Các em thấy là cái phần này nè, ta chia cho 5/8 thì ra là 3/5. Như vậy là xác suất để lấy ra được một sản phẩm tốt ở với điều kiện là trong lô 1 thì là cái này. Còn xác suất
lấy ra được một sản phẩm tốt với điều kiện là ở lô 2 thì nó ta cũng làm ngược lại, tức là ta lấy cái thành phần này, thành phần này 1 10 chia 20 nhân với 1 2 là 1 là 1 phần 2 nhân 1 phần 2 là 1 phần 4, 1 phần 4 chia cho 5 phần 8 thì cuối cùng là ta thấy là bằng 2 phần 5. Đấy. Và như vậy là sử dụng công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayer thì không có gì khó ở trong thí dụ này, đúng không các em? Ví dụ 2. Có 3 hộp thuốc. Hộp thứ nhất có 5 ống tốt và 2 ống xấu. Hộp thứ hai có 4 ống tốt và 1 ống xấu. Hộp thứ ba có 3 ống tốt, không có ống xấu nào cả. Giờ lấy ngẫu nhiên một hộp ra và từ hộp đó ta lại rút ngẫu nhiên là 2 ống thuốc. Các em nhớ đề bài nha, tại vì thầy sẽ lật trang nhiều khi là cái đề bài mình không nắm. Nếu mà có điều kiện thì các em ghi tốt ký, ghi lại cho nó nhanh. Và đài cũng sẽ phát rất nhiều lần, rồi các em sẽ theo dõi kịp. Lần thứ nhất có thể không kịp, lần thứ hai thì các em sẽ theo dõi kịp hơn. Như vậy là với cái thí ví dụ này thì là câu hỏi được đặt ra là câu A, tìm xác suất để được một ống thuốc tốt và một ống thuốc xấu. Câu B, câu B ta lại cũng thấy cái từ giả sử đây. Giả sử khi rút hai ống thuốc, ta thấy hai ống thuốc là tốt nhá. Bây giờ tìm xác suất để hai ống đó là ở hộp thứ hai. Đấy. Thì tí nữa câu B các em sẽ thấy là từ giả sử sẽ là gắn với cái công thức Bayer. Đúng rồi. Giờ thầy tóm tắt lại nè, tóm tắt lại cái đề. Lô thứ nhất có 5 tốt, 2 xấu, phải không? Tức là 7 ống. 7 ống thì có 5 tốt, 2 xấu. Lô thứ hai có 4 tốt, 1 xấu, là có 5 ống thuốc có 4 tốt, 1 xấu. Và lô ở ống thứ 3 đó thì chỉ có 3 ống tốt và 0 ống xấu thôi. Rồi bây giờ ta giải câu A nha. Ta giải câu A. Câu A là sao nào các em? Thầy ao cái này ra là các em biết mục đích là cái gì nào. Đây, hộp thứ nhất, hộp thứ hai và hộp thứ ba. Có 3 hộp. Bây giờ ta lấy ngẫu nhiên một hộp ra, cũng hai giai đoạn nha. Khi mà ta sử dụng công thức xác suất đầy đủ thì các em nhớ là có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lấy cái gì ra ngẫu nhiên, sau đó là từ cái đó ta lại lấy ra một cái gì đó ngẫu nhiên nữa. Thì cái đó là có hai cái giai đoạn lấy. Thì lần đầu tiên mình lấy ra được một hộp ngẫu nhiên và từ cái hộp đó mình lại rút ra là hai ống thuốc ngẫu nhiên. À, thế thì ở đây cho ta thấy là 3 ống thuốc là hoàn toàn là xác suất 1/3, thì đồng đẳng mà. Cho nên ở đây ta thấy là gợi cho ta đây chính là xác suất đầy đủ. Hộp 1, xác suất hộp 1 lấy ra ngẫu nhiên lần đầu bằng xác suất hộp 2 và bằng xác suất hộp 3 và cùng bằng 1/3. Đồng ý các em. Thế thì bây giờ ta sẽ gọi P là một ống thuốc tốt. P là biến ngẫu nhiên, là một biến cố được một ống thuốc tốt, đúng không? Ống thuốc tốt. Thế thì ta dùng cái công thức xác suất đầy đủ ở đây. BH1, BH2, BH3 ta biết rồi. Trên cái nền BH1, BH2 và BH3. Và ở đây là xác suất của được một ống thuốc tốt với điều kiện là lấy ra từ hộp 1. Ở đây là xác suất được ống thuốc tốt với điều kiện lấy ra từ hộp 2. Tương tự ở đây cũng vậy. Như vậy xác suất này ta đã biết rồi. BH1 bằng 1/3, BH2 cũng bằng 1/3, BH3 bằng 1/3. Thế thì giờ ta chỉ còn tìm lại ba cái anh này thôi. Ba anh này thì lần đầu tiên ta gọi xác suất có điều kiện đây là đường ống thuốc tốt với điều kiện là lấy trên hộp 1 thì ta biết là bằng bao nhiêu các em? Bằng bao nhiêu nào? Ở đây là có 7 ống mà lấy hai ống mà để được hai ống thuốc tốt thì công thức của nó chính là cái gì đây? M chia N ta biết là 7 C72, phải không? Mẫu là C72, còn tử
tử là để được hai ống thuốc, để được hai ống thuốc, một tốt và một xấu. Câu thứ nhất là một tốt và một xấu. Câu A là để được một ống thuốc tốt và một ống thuốc xấu. Thế thì ta phải là C52 à, C51 nhân với C5 C với C21. Đồng ý không các em? Công thức này là công thức mà thầy đã gợi ý ngay từ đầu. Rồi. Công thức thứ hai thì nó cũng tương tự, tại vì đây là có 5. Có 5. 5 ống thuốc thì là C52, lấy 2 mà để được một tốt và một xấu thì ở đây là C41 nhân với C11, đây là có 4 tốt, một xấu. Rồi. Mình cứ dùng công thức này cho nó quen. Có thể là ở đây nó sẽ khuất, nhưng mà mình cứ dùng cái công thức này một cách rất là hình thức để các trường hợp sau mấy em dùng dễ dàng hơn. Trường hợp thứ ba nào, trường hợp thứ ba là để được hai ống thuốc vừa tốt, một tốt và một xấu trên cái hộp H3. H3 là cái hộp 3, hộp 3 là các em nhớ là cái gì, chỉ có 3 ống thuốc tốt, không có ống thuốc xấu nào. Mà giờ mình lại muốn lấy là một tốt một xấu, thế thì xác suất của cái này bằng 0. Đồng ý không? Có 3 tốt mà làm gì lấy ra được một tốt một xấu, cho nên là cái thành phần thứ ba này là cũng bằng 0, thành phần thứ ba này bằng 0. Thế thì chỉ còn hai thành phần cộng lại thì xác suất cuối cùng sau khi mà em bấm máy thì ta có đây chính là 92 phần 315, tức là xác suất để được một ống thuốc tốt và một ống thuốc xấu sau khi ta đã qua hai giai đoạn lấy ngẫu nhiên. Giờ ta giải câu B nhé. Giờ câu B các em đề bài nó lại khác rồi. Giả sử là khi rút ra là hai ống thuốc, ta thấy là hai ống thuốc này tốt luôn, tức là hai ống thuốc này không có tốt xấu mà giờ là tốt luôn. Thế thì ta phải giải lại cái câu thứ thứ A đó, tức là cái câu thứ nhất. Sau đó ta lại dùng công thức gì? Bây giờ chứ ở đây nếu mà ta vội vàng ta sử dụng ngay cái câu A làm kết quả cho câu B là sai. Vì sao? Vì kết quả câu câu A chỉ là xác suất để được một ống tốt và một ống xấu, còn ở đây là hai ống tốt, hai ống tốt hết đây, hai ống tốt đây à. Cho nên các em phải nhớ cái này là ta phải giải lại cái câu A, sau đó ta mới dùng công thức Bayer để ta tìm, đúng không? Như vậy thì ta giải lại câu B đây. B thì gọi là để được biến cố là hai ống thuốc tốt à, thì mình phải BH1, BH2, BH3 thì không đổi rồi, nhưng mà ta phải tính lại ba cái anh này. Xác suất của B xuyệt H1 tức là để được hai ống thuốc tốt nhé, hai ống thuốc tốt. Thế thì cũng tương tự như là cái phần này, tương tự như phần tương tự đây thì ta tính ở đây là C72 nó cũng vậy, nhưng mà đây là ta lựa tốt thôi, có nghĩa là ta chỉ chú ý đến cái phần tốt ở trên này thôi. Đó, hai ống thuốc tốt. Thế thì ở đây là 7 lấy ra 2 thì là C72 thì đúng rồi, còn trên là 5 tốt thì là C52. Tương tự ở thứ hai là C42, tại vì ở đây là có 4 tốt, ta chỉ chú ý cái phần tốt này thôi nè. Phải không? Và cuối cùng là cái hộp thứ ba là có 3 tốt, cho nên là C32. Còn ba cái xác suất này là đồng đẳng của lần lấy thứ nhất, lấy ra một hộp thuốc ngẫu nhiên đó. À. Thì ta ráp công thức vào, ta bấm máy thôi. Mà cuối cùng là 218 chia cho 945. Và từ cái câu B này, cái từ giả sử thì ta mới gọi cho ta là cái công thức Bayer. Như vậy là tìm xác suất để hai ống thuốc đó là lấy ra từ hộp thứ hai, từ hộp thứ hai, từ hộp thứ hai đấy. Thì ở đây hộp thứ hai của ta là hộp nào nào? Đây là hộp thứ nhất nè, đây là hộp thứ hai nè, hộp thứ hai của ta nè. À, như vậy là công thức xác suất ngược lại với thằng này thì là ta lấy cái thành phần này ta chia cho 218 phần 945, đúng không? Ta lấy cái thành phần này, ta chia cho thành phần này. Thì bà các em bấm bấm máy ra thôi, tức là lấy, thì nhắc lại, lấy thành phần này chia cho cái
cái đáp số của BB tức là 218 chia cho 940, thì kết quả các em tính toán thì sẽ ra là 198 chia cho 210, 18. Và đến đây thì ta chấm dứt cái câu B. Như vậy là các em nhớ là công thức bây giờ gắn liền với một cái keyword, một cái thuật ngữ thường người ta nói là nếu, hay là giả sử, hay là giả thiết, thì các em phải nhớ là ta phải dùng xác suất đầy đủ, công thức xác suất đầy đủ, sau đó thì ta mới sử dụng lại công thức bây giờ. Trước đó ta vẫn phải tính xác suất đầy đủ. Và bây giờ ta sang một thí dụ khác. Một thí dụ khác. Thí dụ thứ ba là một nhà máy sản xuất bóng đèn. Trong đó có hai phân xưởng 1 và 2. Có hai phân xưởng 1 và 2. Biết rằng phân xưởng 1 sản xuất gấp 4 lần phân xưởng 2, tức là công suất của cái phân xưởng 1 đó, công suất gấp 4 lần phân xưởng 2. Tỷ lệ bóng đèn hư của phân xưởng 1 là 10%. Tỷ lệ bóng đèn hư của phân xưởng 2 là 20%. Tức là phân xưởng 1 gấp 4 lần phân xưởng 2 mà tỷ lệ của phân xưởng 1 về bóng đèn hư có 10% thôi. Đó. Mà phân xưởng 2 là tới 20%. Đấy. Bây giờ tìm xác suất câu A, tìm xác suất để bóng đèn này là hư. Lấy ngẫu nhiên một bóng đèn thì tìm xác suất để bóng đèn này là hư. Câu B cũng lại với cái hình thức giả sử. Mua phải bóng đèn hư. Giả sử ta mua phải bóng đèn hư. Thế thì tìm xác suất để bóng đèn này được sản xuất ở phân xưởng 1 là bằng bao nhiêu? Và phân xưởng 2 là bằng bao nhiêu? Thì cái này nó gợi ý cho ta cũng giống tương tự cái cấu trúc giải của cái ví dụ 2 hay là ví dụ 1. Giờ ta giải nha. Tất nhiên ở đây là có hai phân xưởng. Phân xưởng thứ nhất đó, thì công suất gấp 4 lần phân xưởng thứ hai. Như vậy lấy ngẫu nhiên, tức là mình bốc ngẫu nhiên một phân xưởng, bốc ngẫu nhiên một phân xưởng, tức là về lý thuyết ta chọn thì là xác suất của phân xưởng 1 là 4/5, xác suất của phân xưởng 2 là 1/5, thì xác suất như vậy nó với gấp 4 lần, đúng không? Để có 5 phần thì anh này chiếm 4 phần, này chiếm 1 phần. Và như vậy ở đây lại gợi cho ta đây là chính là công thức xác suất đầy đủ, tại vì cộng lại bằng. Và cứ đề bài người ta hỏi cái gì thì các em lấy cái đó chính là cái biến cố mà cần tìm. Như vậy thầy sẽ gọi A là cái biến cố mà thầy nhắc lại đây, xác suất để lấy ra một bóng đèn hư. Đấy, xác suất lấy ra để một bóng đèn hư nha. Như vậy là gọi A là xác suất lấy ra được một bóng đèn hư. Thì ta sẽ tìm hai này thì ta biết rồi nha. Vậy ta chỉ còn tìm xác suất của một bóng đèn hư với điều kiện là lấy ra từ phân xưởng 1. Và cái này hư lấy ra từ phân xưởng 2. Thế thì 4/5 và 1/5 thì ta biết rồi, còn 10 chia cho 100 chính là cái gì đó? Chính là cái gì các em? Tức là xác cái tỷ lệ mà sản xuất ở phân xưởng thứ nhất về bóng đèn hư là 10%. Đây chính là 10% đây. Đấy. Còn ở phân xưởng 2, tỷ lệ hư của bóng đèn là bằng bao nhiêu? 20%. Thế thì đây chính là hai cái tỷ lệ hư của từng phân xưởng. Và ta ráp vào công thức thì ta có được là 3/25. Như vậy xác suất để lấy ra được một bóng đèn hư thì 3/25. Đấy. Bây giờ câu B nha. Câu B thì cũng tương tự như là ví dụ 2. Thầy đây thầy làm tắt thôi. Thì các em suy nghĩ thêm. Tức là giả sử lấy ra được một bóng đèn hư, thế thì lấy ra ở bóng đèn hư mà ở phân xưởng 1,
mà lấy ra được phân xưởng 1 thì là bằng bao nhiêu? Thì các em cũng lấy cái thành phần này chia cho cái đáp số cuối cùng là 3/25, tức là lấy thành phần này 4/5 nhân cho 100 à, nhân 1 10 chia 100 chia cho 3/25 thì ta sẽ ra được là 2/3. Tương tự như vậy, cái bóng đèn hư mà thuộc về phân xưởng thứ hai đó thì ta lấy cái thành phần này, đúng không? Thành phần này chính là đây đây. BX2 chia cho B của A xuyệt X2 đây, xưởng 2, đúng không? Chia cho BA, BA là chính là 3/5 mình vừa mới tính. Và như vậy ráp vào công thức thì cuối cùng ta sẽ được là ở phân xưởng 2 chính là 1/3. Ở đây các em có ai suy nghĩ về cái công thức Bézier của công thức 2 này không? Thực ra ta có cần tính cái này không nhỉ? Thực ra ta có cần tính cái này không? Tại vì thành phần này ta đã tính ra được 2/3, có nghĩa là gì? Xác suất tìm được ở phân xưởng 2 một bóng đèn hư mà thuộc về phân xưởng 2 là 2/3. Thế thì xác suất của cái bóng đèn hư mà thuộc về phân xưởng 2 đó sẽ bằng 1/3. Đây là phân xưởng thứ nhất thì bằng 2/3. Thì ta chỉ cần là 1 - 2/3 ra 1/3 thôi, phải không? Và đây chính là gì nhỉ? Trong công thức xác suất đầy đủ, đây chính là hệ đầy đủ bên trong, đúng không? Đây là hệ đầy đủ bên ngoài và đây là hệ đầy đủ bên trong lý thuyết, đúng không nào? Đấy. Ta xét thêm một ví dụ nữa nhá. Tại vì riêng phần này khó cho nên là thầy sẽ đưa nhiều cái dạng ví dụ để các em quen và khi gặp những cái bài tập thì các em cố suy luận để đưa nó về thành dạng công thức xác suất đầy đủ, sau đó là tính công thức Bézier. Nó có hai phần mấy em phải nhớ, là công thức xác suất đầy đủ là phải nhớ là mô hình là ngẫu nhiên hai lần. Đấy. Và công thức Bézier là sau đó ta phải dùng công thức Bézier được. Dùng ngay công thức Bézier là dễ bị lộn, dễ bị sai. Ví dụ 4 nào. Có 3 hộp giống nhau. Hộp 1 chứa 20 bi trắng và hộp 2 chứa 10 bi trắng và 10 bi xanh. Đây. 3 hộp giống nhau, hộp 1 chứa 20 bi trắng, hộp 2 chứa 10 bi trắng và 10 bi xanh nhá. Hộp 3 chứa 20 bi xanh. Đấy. Vậy là các em phải nhớ cái cô đọng lại cái một cái đề của đề xác suất thì thường nó dài. Mình phải ghi lại làm sao đó để mà dễ nhớ nha. Thì lật sang trang là bắt đầu mình lại quên cái đề bài. Bây giờ chọn ngẫu nhiên một hộp và từ đó giả sử bốc ngẫu nhiên ra được một bi trắng. Đấy, lại cũng giả sử đây. Thế giờ câu hỏi là gì? Tìm xác suất để viên bi đó là của hộp 1. Thế thì cái này cũng dễ rồi phải không các em? Các em giải tương tự đúng không? Em giải tương tự như là cái ví dụ, ba ví dụ trên. Và thầy cho đáp số luôn. Thầy cho đáp số ở đây là thầy dùng ngay công thức Bézier. Phải không? Dùng ngay công thức Bézier. Đây là công thức xác suất đầy đủ, ở dưới vẫn là công thức xác suất đầy đủ, phải không? Đấy, thì hai cái phần này ngược nhau, xác suất BA1 xuyệt B thì đây là xác suất của B xuyệt A1. Thì các em về nhà suy nghĩ bài này cũng tương đối là không khó, phải không? Và kết quả là bằng 2/3. Các em nhớ đề nha, và ghi công thức xác suất và ghi kết quả sau cái bài các em suy nghĩ. Bài này thầy chỉ ghi đáp số mà để các em suy nghĩ về nhà. Ta tiếp tục sang ví dụ 5, khó hơn, phức tạp hơn đây. Hộp 1 có 2 bi xanh và 4 bi đỏ, vậy là có 6 bi nha. Hộp 2 cũng có 6 bi, trong đó có 3 bi xanh và 3 bi đỏ.
Nhưng mà cách rút này nó khác nhau này. Bây giờ ta rút ngẫu nhiên từ hộp 1 ra 2 bi để trên bàn. Và từ hộp 2 rút ra 1 bi để trên bàn. Như vậy là hộp thứ nhất ta rút ra 2 bi. Hộp thứ hai ta rút ra 1 bi. Như vậy cuối cùng là hai lần rút ta được 3 bi. Ta để trên bàn. Đúng không? Bây giờ nè, câu hỏi tìm xác suất rút ra ít nhất được 1 bi đỏ, tức là trong 3 bi đó có ít nhất 1 bi đỏ. Nhá. Câu B nè, các em nhớ là phải ghi lại nhanh. Ghi lại nhanh cái đề, thầy lập trang mất công thì lật qua lật lại nó nhiều lần mất thời gian nha. Câu B, tìm xác suất rút được 2 bi xanh và 1 bi đỏ. Rồi câu A là ít nhất 1 bi đỏ. Câu B là 2 bi xanh và 1 bi đỏ. Rồi câu C, nếu rút được 2 bi xanh và 1 bi đỏ, tìm xác suất để 2 bi xanh rút được là của hộp 1. Đó, cái này bắt đầu phức tạp. Và câu A thì có thể là đơn giản, đúng không? Câu A thì ít nhất thì gợi nhớ cho chúng ta phải dùng cái gì nào các em? Biến cố đối lập. Đúng rồi, biến cố đối lập. Nhá, biến cố đối lập. Như vậy là ta sẽ dùng biến cố đối lập là gọi A là biến cố không có bi đỏ nào. Cái kia có ít nhất một bi đỏ. Bây giờ đối lập của nó là gì? Không có bi đỏ nào. Mà không có bi đỏ nào thì ta dễ dàng ta tìm được xác suất. Xác suất của nó chính là hai cái tỷ số này nhân nhau. Nhá. Đây, tức là hai không có bi đỏ nào, tức là toàn là lấy ra là bi trắng hết. À, lấy ra toàn là bi xanh cả, lấy ra toàn là bi xanh hết. Thế thì hộp thứ nhất đây có 6, lấy 2, đúng không? Và có 2 xanh, thì giờ trong 2 ta lấy ra 2 luôn, tức là C2. Còn hộp thứ hai đó cũng có 6 bi, lấy ra 1 bi, nhưng mà ta có 3 xanh, thì ta lấy ra 1 thôi, tức là C31. Hai cái này là nhân nhau, tại vì hai cái này là gì? Biến cố sao nào có độc lập cho nên ta nhân được, phải không? Thì lấy ra nó cũng phụ thuộc vào nhau cho nên ta nhân cuối cùng là 1/15. Ráp công thức vào bấm máy thì ra là 1/30 nhá. 1/15 nhân với 1/2 thì số này là 1/2, 1/30. Và như vậy ta dùng cái biến cố đối lập, tức là B chính là có ít nhất một bi đỏ, thì BB sẽ bằng 1 trừ cho BA. Thức này ta đã biết rồi. Và cuối cùng là hàm 9/3/10. Nhớ lại đề nha các em. Nhớ lại đề nha. Hộp thứ nhất 6 bi. Có gì? Có 4 đỏ, 2 xanh. Và hộp thứ hai là có 6 bi, có 3 đỏ, 3 xanh. Nhá. Nhá. Rồi giờ câu B nè. Câu B người ta nói là cái gì nè? Thôi mình lật lại cho các em ghi lại luôn nhé. Như vậy là lần thứ nhất rút ra được ít nhất một bi đỏ, lần thứ hai tức là B đó, câu B, xác suất rút được 2 bi xanh và 1 bi đỏ, tức là 2 xanh 1 đỏ. Thì này người ta khẳng định là phải rút xác suất làm sao được là 2 xanh và 1 đỏ, còn trên là ít nhất một đỏ nhé. Và câu C mình đọc lại luôn để mình nhớ luôn. Giả sử rút được 2 xanh 1 đỏ, tức là nó thừa hưởng với câu B này nè. Thì tìm 2 bi xanh đó là phải của hộp 1. Rồi. Rồi, giờ thầy bấm qua câu B. Như vậy là ta sẽ giải hai cách. Cái thứ nhất là phân tích. Cái kiểu phân tích này là cái kiểu mà mấy em thường quen ở lớp dưới, lớp trung học. Như vậy là thầy ghi lại đây này. Như vậy là ta có hai hộp 2 xanh 4 đỏ và 3 xanh 3 đỏ, đúng không? Hộp thứ nhất và hộp thứ hai lấy ra 2 bi. Hộp thứ hai thì xin lỗi, đây là lấy ra 1 bi. Lấy ra 1 bi nhá. 1 bi thôi, tức là hoặc 1 xanh hoặc 1 đỏ. Còn ở đây ta có 3 trường hợp, hoặc là lấy ra 2 xanh, hoặc là lấy ra 2 đỏ, hoặc lấy ra 1 đỏ 1 xanh. Thì gạch ngang như vậy. Tức là có 3 trường hợp, 3 trường hợp. Trường hợp thứ hai thì có hai trường hợp, hoặc là lấy là một xanh hoặc là lấy là một đỏ. Thế thì ở đây có 3, đây có 2 trường hợp. Thế thì ta có tất cả là mấy trường hợp các em? 6 trường hợp, đúng không?
6 trường hợp, bây giờ ta tìm xác suất của 6 trường hợp đó. Mà 6 trường hợp này tất nhiên là xung khắc rồi, đâu còn trường hợp nào khác, phải không? Bây giờ ta tìm xác suất của 6 trường hợp, ta cộng lại là xong. Như vậy xác suất ở trường hợp thứ nhất là lấy ra hai xanh một hai xanh và một xanh, tức là đây này, hai xanh một xanh, hai xanh một đỏ, rồi hai đỏ một xanh, hai đỏ một đỏ, và đây một đỏ một xanh và một xanh, một đỏ một xanh và một đỏ nhé, đúng không? Có 6 trường hợp mà. Như vậy trường hợp thứ nhất là hai xanh một xanh thì là ta cần lấy ra là hai xanh một đỏ. Như vậy trường hợp thứ nhất ta không quan tâm rồi, trường hợp nhất là ba xanh không quan tâm. Như vậy ta chỉ cần quan cái nào ta quan tâm, hai xanh một đỏ là ta quan tâm rồi. Hai xanh một đỏ có nghĩa là hộp thứ nhất lấy ra hai xanh và hộp thứ ra lấy ra một đỏ. Thế thì ta ráp hai công thức lại, ta nhân với nhau thôi, đúng không? Đây là hai xanh, đây là một đỏ nhá. Thì hộp thứ nhất của nó là C62, trên là C22. Mấy công thức này quá quen thuộc. Còn ở hộp thứ hai thì là 3 chia 6 ở đâu vậy? Đây đây 3 nè, lấy ra là một đỏ, là 3 đỏ chia cho 6. 3 đỏ chia 6 nhân 3/6, cuối cùng là 1/3. Trường hợp thứ 3, trường hợp thứ 3 là hai đỏ một xanh. Hai đỏ một xanh thì mình cũng không quan tâm, mình cứ phải quan tâm đến hai xanh một đỏ thôi, tại vì đề bài mà. Như vậy là trường hợp thứ 4 là hai đỏ một đỏ ta cũng không quan tâm luôn. Như vậy là trường hợp thứ 3, thứ 4 cũng giống như trường hợp thứ nhất là ta không quan tâm. Bây giờ coi trường hợp thứ 5 coi xem sao nhá. Hai xanh một đỏ thì ghi lại đề bài đây. Hai xanh một đỏ ở đây nó khác nè. Hai xanh một đỏ ở đây nó chỉ còn trường hợp là ở trên này ta lấy ra một xanh, một đỏ một xanh, và ở đây ta lấy ra là một xanh nữa thì mới đủ. Tại vì đây một xanh thì đây phải là một xanh, tức là trường hợp này và trường hợp này. Như vậy xác suất ta ráp vào công thức thứ nhất ấy, một xanh một đỏ thì ta dùng cái công thức quen thuộc rồi, một xanh một đỏ này ha. Đây là của trường hợp thứ nhất, của cái hộp thứ nhất ta lấy ra đó. Ở đây của hộp thứ hai ta lấy ra là 3/6, có nghĩa là ta lấy ra một xanh, một xanh bắt buộc phải lấy ra một. Trường hợp thứ năm này ta phải lấy ra một xanh để nó cộng với một xanh ở trên là hai xanh, đúng chưa? Như vậy là cuối cùng là 3/6, nó cũng giống như trường hợp hồi nãy, tức là 3 xanh chia cho 6 viên bi. Như vậy sau khi ta tính ra thì là còn 8/30, là 8/30. Và trường hợp thứ 6 đó là trường hợp một xanh và hai đỏ, một xanh và hai đỏ là đây nè, tức là một đỏ một xanh và đây một đỏ nữa, cho nên cộng lại là hai đỏ, cũng không quan tâm, không phải là đề bài. Vậy cuối cùng thì 6 cái trường hợp này là xung khắc, nhưng mà chỉ có 2 trường hợp là có xác suất thôi. Và cuối cùng là xác suất cần tìm chính là 2 cái xác suất này ta cộng lại, và như vậy là bằng 3/10. Nhưng với câu thứ nhất mà ta giải theo cái kiểu phân tích như vậy thì tất nhiên là được. Nhưng nếu có một câu hỏi phức tạp hơn mà ta lại giải theo cái kiểu phân tích này thì rất là nhiều khê. Ở đây ta sẽ giải lại câu này bằng công thức xác suất đầy đủ và công thức bây giờ. Đó là ý định chính của mục tiêu của cái phần xác suất trên đại học, là ta phải sử dụng ngay cái phần mà ở cái cấp cao hơn, tức là sử dụng công thức xác suất đầy đủ và công thức bây giờ. Còn về phân tích như vậy thì cũng tốt, không sao cả. Nhưng ở cấp đại học thì ta phải làm cái cách hai như sau đây. Ở đây tại vì ta control, tức là ta kiểm soát luôn cho cả cái câu 3, tức là cái câu C đó, cho nên là thầy đặt luôn là vì câu C đòi hỏi hai bi xanh của hộp 1, cho nên ở đây thầy sẽ gọi xy là số y bi xanh lấy được từ hộp 1 nhé. Tại vì xanh nó quyết định, cho nên ở đây hai xanh một, hai xanh của hộp 1, hai xanh của hộp 1, cho nên mình lấy cái câu mà câu C mình đặt cái này luôn. Còn nếu ai đó các em mà không thích thì có thể ở đây là mình lấy đối tượng là bi đỏ cũng được, không sao. Nhưng mà vì đây mình kết hợp với câu C cho nên là mình chọn luôn là đối tượng là xanh và là hai bi xanh, đối tượng là hai bi xanh của hộp 1, cho nên ta gọi xy là số y bi xanh của hộp 1 lấy ra nhá.
Và như vậy là ta có mấy trường hợp các em, mấy trường hợp, tại vì ở đây là có hai xanh bốn đỏ mà y là số bi, bi xanh lấy ra từ hộp 1, hộp 1 nè, phải không? Như vậy là có mấy trường hợp nào? Ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là không có bi xanh nào. Trường hợp thứ hai có một bi xanh. Và trường hợp thứ ba là có hai bi xanh. Mà như vậy hết rồi. Không còn trường hợp nào khác. Và đây cũng là chính là không có trường hợp nào khác nữa, thì đây chính là hệ đầy đủ. Mà như vậy ta có ba trường hợp. Như vậy ta tìm cái bảng xác suất ra. Ta tìm cái bảng xác suất này ra. Giá trị xác suất xy bằng không bi xanh lấy ra từ hộp 1 có 1 bi xanh và có 2 bi xanh. Và công thức xác suất của nó đây. Công thức này ta cũng ráp vào công thức giống như là ở trên. Và ta tính ra phần này là bằng 6/15, phần này bằng 8/15 và phần này bằng 1/15. Và đây em thấy cộng lại bằng 1. Hết rồi. Vậy đây chính là hệ đầy đủ. Đồng ý không? Và đây chính là hệ đầy đủ. Khi nào mà ta muốn tính công thức Bayer thì ta phải hình dung ngay được một cái đối tượng về công thức xác suất đầy đủ, sau đó mới em sử dụng công thức Bayer. Đấy. Rồi, đây là hệ trên cái nền đầy đủ này. Bây giờ ta mới tìm lại cái câu B, sau đó ta chuyển xuống ta làm câu C, nó rất là nhanh nhá. Bây giờ đây, cũng cái đề bài thì tóm lại, nhớ là đây là một bi nhá. Thầy vội cho nên đây là một bi chứ không phải là hai bi. Thầy vội quá thì copy nó xuống. Như vậy thầy giải lại câu B nhá. Thì gọi B là biến cố lấy ra được hai xanh một đỏ, thế sau khi để trên bàn phải là hai xanh một đỏ rồi. Và trên cái nền thì trên cái nền hệ xác suất đầy đủ của Trang vừa rồi, thế thì ta tính công thức xác suất đầy đủ đây. BB bằng BX0, BX1, BX2, X là xanh đó các em. Đây là xanh, hai xanh, đây là một xanh, đây là zero xanh. Ha. Và công thức này là ta đã biết rồi. Vâng. Công thức này ta đã biết rồi, cho nên giờ ta còn tìm lại ba cái này thôi. Vậy là xác suất của B với điều kiện là lấy ra ban đầu từ hộp 1 là zero bi xanh. Và ở đây tương tự lấy ra ở điều kiện là có một bi xanh, và ở đây là lấy ra điều kiện là ta lần thứ nhất ở cái hộp 1 ta lấy ra được hai bi xanh. Thế thì ta ráp vào công thức thôi. Và đây chính là ba cái này, thì ba anh chàng này thì chính là cái bảng xác suất của cái trang trước. Còn ở đây tại sao bằng không các em nhỉ? Đây là không bi xanh mà giờ là ta muốn hai bi xanh một bi đỏ, mà lần thứ ở hộp thứ hai ta chỉ lấy ra một bi thôi. Một bi mà ở lần thứ nhất ta có không bi xanh, mà lấy hai lần thứ hai lấy một bi làm quái gì có hai xanh và một đỏ, đúng không? Cho nên cái này bằng không. Còn cái này là lần thứ nhất ta đã lấy ra được là một xanh rồi. Thế thì một xanh, và là tại vì lấy hai bi thì lần thứ nhất ta là có một xanh một đỏ. Thế thì lần thứ hai là để lấy ra là ở đây có một xanh một đỏ rồi, thì ở đây ta lấy thêm một xanh nữa, mà một xanh thì là 3/6, phải không? Tại vì có ba xanh ba đỏ mà. Tương tự ở đây cũng vậy, tương tự ở đây ta đã có hai xanh thì ta lấy một đỏ thôi, ta lấy ra một đỏ cho nên cũng bằng 3/6. Và cuối cùng là ráp vào công thức ta được 3/10. Công thức Bayer ở câu C thì làm luôn nhá. Câu C thì đây chính là ta sử dụng công thức Bayer ở trên này, tức là để lấy ra hai bi xanh, trong hai xanh một đỏ là hai xanh đó của hộp thứ hai, của cái hộp thứ hai đây nè, hai xanh đấy, thì là ta phải ráp lấy thành phần này ta chia cho BB là xong, đúng không? Ta lấy thành phần này nè, phải không? Ta chia cho BB là xong. Thì ta ráp vào, tức là thành phần này chia cho 3/10, cuối cùng thì ráp vào ta được là xác suất là 1/9. Đấy. Ví dụ 6 này thì thầy sẽ để ở phần sau, vì
chương trình cũng đã hết giờ. Thầy nhắc lại các em là các em phải cố gắng khi mà học chương trình của thầy thì ghi lại nhanh những cái đề bài, mà sau đó thì những cái lần phát, tại vì đài sẽ phát rất nhiều lần mà các em mấy lần sau các em sẽ kiểm soát được hết. Những kết quả mà thầy mong là những cái ví dụ này sẽ giúp các em ôn tập phần sắp số thống kê một cách có hệ thống. Xin thân